Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 2115, Thần Bí Tinh Thể. Hào quang chói sáng phóng lên tận trời, chiếu rọi thế giới này. Quang mang mãnh liệt cơ hồ khiến tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Quá chói mắt, nếu như nói mặt trời chỉ là một, như vậy trước mắt quang mang chính là 100, 1000, thậm chí nhiều hơn. Quang mang phảng phất có thể đem thiên địa hòa tan. Lữ Thiếu Khanh cũng muốn các loại con mắt thích ứng về sau, mới có thể triệt để mở to mắt. Mở mắt Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng sáng lên chính là cái gì? Từ hai thần, trong thân thể toát ra đồ vật là hai cái ngón tay lớn nhỏ hình thoi tinh thể, lơ lửng giữa không trung, tản mắt ra kịch liệt quang mang. Hai bên hẹp lại bén nhọn, ở giữa rộng lại nhô ra hình thoi, như là rèn luyện qua nhỏ tảng đá. Nhìn qua bọn chúng, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ rung động, bọn chúng tựa như là tuyệt thế vô song, vô cùng tôn quý tồn tại. Để hắn có một loại nghĩ quỳ lạy cảm giác. Đây là cái gì? Lữ Thiếu Khanh thấy trợn cả mắt lên, nước bọt tràn lan. Loại cảm giác này, nhất định là tuyệt thế bảo bối đi, cầm đi bán được đổi bao nhiêu linh thạch, ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên có loại nghĩ nện ngực xúc động. Lúc trước hắn cũng lờ ảm chết qua tế thần, xương thần, hoang thần, nhưng đều không có phát hiện loại này tinh thể. Là giết chết phương pháp không đúng sao? Nếu như là dạng này, hắn chẳng phải là bỏ lỡ rất nhiều linh thạch. Quang mang chiếu rọi, xua tan chung quanh hắc ám, chiếu rọi tại bên trên đất, như là xuân lộ làm dịu khô quắt thổ địa. Quang mang bên trong, từng quả hạt giống nảy mầm, từ dưới đất chui ra ngoài, nghênh ánh sáng mà dài. Rất mau đưa cái này cô tịch hoang vu thế giới trải lên một tầng thật dày xanh biếc. Cùng trước đó Kế Ngôn một kiếm chặt mặc vào cái nào đó thế giới, nơi này thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, đem nơi này biến thành rừng rậm nguyên thủy. Loại này quang mang cùng trước đó những cái kia linh khí như là sinh mệnh nguyên tuyền, cho cái này chết đi thế giới mang đến sinh cơ. Màu xanh biến biếc là sinh mệnh hy vọng, tại quang mang bên trong lượt vẩy đại địa, mang đến sinh mệnh khí tức. Hoang thần, tế thần đại biểu cho hắc ám, bọn chúng là hắc ám người phát ngôn, cho thế giới mang tới là tử vong cùng tuyệt vọng. Mà bọn chúng chết đi về sau lưu lại hai cái tinh thể lại cho thế giới này, mang đến sinh mệnh cùng hy vọng. Không nói ra được châm chọc. Hai cái tinh thể tản ra quang mang tại tất cả mọi người trong mắt là thần thánh, quang mang thánh khiết không tì vết. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nước bọt trực tiếp chảy ra. Loại này đại bảo bối đến giá trị bao nhiêu linh thạch, thật mong muốn. Lữ Thiếu Khanh có cướp đoạt xúc động, nhưng mà hắn nhìn thoáng qua thánh chủ, hắn không thể không cưỡng ép đè xuống loại này xúc động. Rất nguy hiểm. Thánh chủ nhìn qua hai cái tinh thể, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, ánh mắt mê ly, tựa như nhìn xem mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng. Hắn đối hai cái tinh thể duỗi xuất thủ. Hai cái tinh thể bị giam cầm ở không trung, tựa hồ phát giác được nguy hiểm. Hơi động một chút, tựa hồ đang dãy ruộng. Chỉ là hơi động một chút, thánh chủ liền giống cảm nhận được thiên đại áp lực, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Thể nội khí tức cấp tốc bành trướng, oanh một tiếng bộc phát, cỗ này cường đại khí tức bộc phát, Lữ Thiếu Khanh cỗ lực lượng này xung kích, kém chút thổ huyết. Cảm nhận được thánh chủ cỗ này khí tức, Lữ Thiếu Khanh lông mày trực nhảy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Biết rõ thánh chủ là đại thừa kỳ, nhưng không nghĩ tới thánh chủ mạnh đến như thế không hợp thói thường. Vừa mới bị thôn phệ hoang thần, tế thần cùng thánh chủ so sánh, chính là sơ kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch. Cái này ra hỏa là như thế nào tu luyện? Dựa theo Lạc Thương lời nói, thánh chủ cũng chính là gần ngàn năm mới đột phá trở thành đại thừa kỳ. Lúc này mới tu luyện bao lâu thời gian liền mạnh đến cái này tình trạng. Hắn ăn nhãn hiệu gì xuân dược? Không đợi Lữ Thiếu Khanh nghĩ minh bạch thời điểm, lại một cỗ lực lượng truyền đến. Là hai cái tinh thể phát tán xuất lực lượng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình giống như đối mặt với một tôn chí cao vô thượng tồn tại. Tản ra uy áp để linh hồn hắn run rẩy. Một loại cấp thấp sinh mệnh gặp cao cấp sinh mệnh, có một loại phải quỳ lạy xúc động. Có một thanh âm tựa hồ tại nói cho hắn biết, để hắn quỳ xuống, phủ phục tại cỗ lực lượng này trước mặt, quỳ xuống đến, hảo hảo cúng bái cỗ lực lượng này. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không nghĩ, nhưng mà thân thể của hắn lại là tại khuất phục, hai chân chậm rãi uốn lượn. Dù là hắn tại mãnh liệt cự tuyệt, cũng vô dụng, là linh hồn của hắn muốn hắn quỳ xuống lại. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không muốn quỳ, hắn kiêu ngạo ra đây. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên đỏ bừng, toàn thân đang run rẩy, hắn đang nỗ lực kháng cự. Cái quỷ gì đồ vật? Muốn cho ta quỳ xuống, một viên linh thạch cũng không cho liền muốn để cho người ta quỳ xuống, nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng gầm thét, khuôn mặt vặn vẹo, hắn cắn chặt hàm răng, đang nỗ lực ngăn cản cỗ này để hắn quỳ đi xuống lực lượng. Hắn tình nguyện chết cũng sẽ không quỳ xuống. Thân thể như bị bàn tay vô hình mạnh án lấy quỳ xuống, hắn ý chí bất khuất đang ra sức chống cự. Hắn nghĩ điều động lực lượng trong cơ thể đến buông ra, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì,
tựa hồ lực lượng trong cơ thể đã bị bóp ra đi, hắn thành phàm nhân. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lần nữa gào thét, hung hăng cắn chính mình một ngụm, tiên huyết trực phún, thân thể đột nhiên thẳng tắp mấy phần. Sau một khắc cỗ lực lượng kia càng thêm cường đại, ngược lại đem hắn thân thể theo đến thấp hơn. Máu tươi từ Lữ Thiếu Khanh khóe miệng chảy ra, một giọt nhỏ xuống đi. Tại phản kháng quá trình bên trong, thương thế của hắn tăng thêm. Nhưng cho dù dạng này, Lữ Thiếu Khanh không chịu quỳ xuống, ý chí càng thêm cường đại. Mắt thấy là phải quỳ đi xuống thời điểm, thể nội màu vàng kim quang cầu bỗng nhiên chuồn một cái, một cỗ lực lượng truyền đến dũng mãnh tiến ra, áp lực biến mất. Lữ Thiếu Khanh thân thể buông lỏng, lập tức thân thể thẳng tắp, miệng lớn thở phì phò, cảm giác chính mình sống lại. Đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh bình thường động một chút lại hô hào đầu hàng nhận thua, thật làm cho hắn đầu hàng, hắn tình nguyện chết cũng sẽ không làm như vậy. Mẹ nó cái quỷ gì đồ vật. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đại hận, hung tợn nhìn chằm chằm hai cái tinh thể, chửi ầm lên, quả nhiên là phân kết tinh. Hắn ngoảnh lại nhìn một cái, sau lưng Kế Ngôn về nhưng bất động, tựa hồ không có thu được ảnh hưởng, mà đột nhiên đứng lên Lữ Thiếu Khanh đem thánh chủ lực chú ý hấp dẫn tới. Thánh chủ đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Hai cái này ra hỏa. Thánh chủ trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đánh giá lại cao mấy phần. Vô luận là Phục Thái Lương mấy cái, vẫn là Trương Tòng Long, Tân Nguyên Khôi, bọn hắn cách xa như vậy đều quỳ xuống. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đứng đấy gần như vậy, còn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng, không chịu đến tinh thể ảnh hưởng. Có chút ý tứ. Thánh chủ trong lòng thầm nói một câu, sau đó lại lần đem ánh mắt chuyển hướng hai cái tinh thể. Ở đây trong mọi người cũng chỉ có hắn mới biết rõ hai cái tinh thể lai lịch. Nhìn xem kháng cự tinh thể, thánh chủ không có bất kỳ động tác gì, thể nội lại toát ra một cỗ sương mù màu đen. Chương 2116, thánh chủ, ngươi tốt. Sương mù màu đen như là có sinh mệnh, từ thánh chủ thể nội xuất hiện, quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Thấy Lữ Thiếu Khanh kém chút nhảy dựng lên. Thánh chủ cũng bị hắc ám ăn mòn, trở thành hắc ám đi cầu trảo răng. Xa xa Trương Tòng Long cùng Tân Nguyên Khôi thấy trừng to mắt. Không dám tin tưởng mình nhìn thấy cảnh tượng. Cái này. Hắn vì cái gì? Trương Tòng Long cùng Tân Nguyên Khôi kinh hãi không thôi. Thánh chủ cùng bọn hắn cũng là cùng một loại người. Nhưng là, vì cái gì thánh chủ có thể giết hoang thần cùng với tế thần? Dấn thân vào tại hắc ám, bọn hắn có thể giữ lại độc lập tư tưởng, nhưng không có nghĩa là cùng trước kia, bọn hắn đã không tính là nhân loại. Có rất nhiều chuyện là bị hạn chế. Chí ít, bọn hắn không dám đối hoang thần, tế thần loại này tồn tại xuất thủ. Mà lại, bọn hắn cũng khó có thể siêu việt loại này cấp bậc tồn tại. Dù sao, đọa thần bên trong tồn tại nghiêm khắc đẳng cấp hạn chế. Hoang thần, tế thần là đẳng cấp cao tồn tại, đối hạ đẳng cấp thấp quái vật có tuyệt đối áp chế. Giống Trương Tòng Long, Tân Nguyên Khôi loại này tồn tại, bọn hắn dám đối hoang thần, tế thần loại này cấp bậc quái vật xuất thủ, bọn hắn sẽ tùy tiện bị phản sát. Thánh chủ nhưng không có loại này lo lắng. Vì cái gì? Trương Tòng Long cùng Tân Nguyên Khôi nghĩ không minh bạch. Chẳng những có thể lấy phản phệ hoang thần cùng tế thần, mà lại biểu hiện ra thực lực cũng mạnh hơn chúng, thánh chủ như thế nào làm được? Luân hồi sương mù quanh quẩn tại thánh chủ trên thân, theo thánh chủ tâm thần khẽ động, luân hồi sương mù như là hai bàn tay to đem hai cái tinh thể bao vây lại. Kia cỗ để cho người ta quỳ xuống tới áp lực biến mất. Luân hồi sương mù khống chế hai cái tinh thể chậm rãi hướng phía thánh chủ di động, thánh chủ biểu hiện trên mặt ngưng trọng, rất là phí sức. Dưới khống chế của hắn, bỏ ra thật dài thời gian, hai cái tinh thể cuối cùng đi đến trước mặt hắn. Lúc này, thánh chủ biểu lộ đã trở nên đỏ bừng, âm thầm cắn răng, cố hết sức. Hai cái tinh thể bị bao khỏa tại luân hồi sương mù bên trong, lại là quang mang không ngừng. Mặc dù là lặng lặng đợi tại luân hồi sương mù bên trong, lại cho người ta một loại không ngừng dãy ruộng, phải thoát đi cảm giác. Thánh chủ hiện tại tựa như bắt lấy đến hai đầu siêu cấp cá lớn ngư dân, ngay tại ra sức từ trong biển kéo lưới, phân thân không còn chút sức lực nào. Ngay tại thánh chủ cố gắng rút ngắn hai cái tinh thể thời điểm, bỗng nhiên có khuôn mặt xuất hiện ở bên cạnh. Thánh chủ, người tốt, tiện như vậy tiếu dung, khiến thánh chủ có tại phía trên đánh một quyền xúc động. Thánh chủ không nói lời nào, mà là hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng từ trên người hắn bộc phát, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Lữ Thiếu Khanh không có trốn tránh, lựa chọn ngạnh kháng. Bành, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bị đập bay, hướng mặt đất nặng nề đập xuống, nện vào cái kia sâu không thấy đáy trong hố trời. Xa xa Phục Thái Lương thấy thế, cả kinh nhảy dựng lên, làm gì? Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn đi trêu chọc ma tộc thánh chủ? Chẳng lẽ cũng là địch nhân sao? Lôi Chiến im lặng, hắn đi trêu chọc đối phương làm gì? Đây chính là so hoàng thần, tế thần còn muốn cường đại tồn tại, hắn muốn chết sao? Phục Thái Lương không minh bạch, những người khác cũng không minh bạch. Ta đi. Hơn nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh mới từ phía dưới sông lên, khóe miệng của hắn còn lưu lại vết e máu, đi lên về sau, chỉ vào thánh chủ mắng to, làm gì?
cùng ngươi chào hỏi, ngươi liền đánh người, ngươi vẫn luôn là bá đạo như vậy sao? Thánh chủ lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói lời nào, nhưng là trong mắt lại là mang theo tức giận cùng bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh lần nữa tới đến thánh chủ trước mặt, chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm tha lấy thánh chủ xoay quanh. Không có hảo ý một đôi mắt để thánh chủ sợ hãi trong lòng, có áp lực vô hình. Thánh chủ mặc dù trạch trên thánh sơn làm trạch nam, nhưng không trở ngại hắn đối Lữ Thiếu Khanh chú ý cùng hiểu rõ. Hắn cùng Hắc Ám có liên quan, cho nên cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh. Hắn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh về sau, liền nhẹ nhàng thôi động một cái, từ đó phát sinh liên tiếp sự tình, để kế hoạch của hắn có thể áp dụng, từ đó đi tới hôm nay một bước này. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ là, giảo hoạt nhiều gian trá, thiên phú kinh người, thực lực cường đại, thần bí khó lường. Thần bí khó lường, điểm này mới là để thánh chủ nhất là kiêng kỵ. Lữ Thiếu Khanh cùng trong bóng tối có liên hệ lớn lao, giống Hắc Ám chó săn, cũng có thể khắc chế Hắc Ám. Để thánh chủ nhìn không thấu, làm không minh bạch Lữ Thiếu Khanh là một cái dạng gì người. Đối với không biết tồn tại, người là dễ dàng nhất sợ hãi. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, thánh chủ có áp lực, nhưng hắn không mở miệng, hắn muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Cục diện bây giờ, ai mở miệng trước, ai trước thua. Lữ Thiếu Khanh chuyển hai vòng, nhìn thấy thánh chủ không nói lời nào, cười đến càng thêm vui vẻ. Hắn duỗi xuất thủ, chậm rãi dò xét nhập thánh chủ trước mặt luân hồi sương mù bên trong. Hô! Luân hồi sương mù lập tức thiếu một hơn phân nửa, hai cái tinh thể lập tức ly khai thánh chủ một mảng lớn. Cái này đoạn cự ly tương đương thánh chủ vừa rồi nửa ngày cố gắng uổng phí. Thánh chủ hai mắt trợn tròn, mái tóc dài của hắn không gió mà bay, sát khí tràn ngập, đáng sợ uy áp tràn ngập, không gian chung quanh răng rắc xuất hiện vô số đầu vết rách. Người bình thường đối mặt loại áp lực này, đã sớm dọa đến tâm thần đều nứt. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng là Alexander, nhưng mặt ngoài vẫn là duy trì tiếu dung, nhìn xem không giống nhận thánh chủ nửa điểm ảnh hưởng. Lữ Thiếu Khanh lần nữa chậm rãi giơ tay lên, hướng phía luân hồi sương mù đưa tới. Điều kiện gì? Thánh chủ thanh âm vang lên, mang theo non nớt thanh âm ngoài ý muốn êm tai. Nhưng mà bình tĩnh trong giọng nói, lại là mang theo ẩn tàng không ngừng sát ý. Nếu như không phải muốn khống chế lại trước mắt hai cái tinh thể, thánh chủ nhất định sẽ ra tay đem Lữ Thiếu Khanh oanh sát thành cạn bã. Mà bây giờ hắn không tì vết phân tâm, tất cả mọi người là người thông minh, cho nên, hắn không nói nhảm, trực tiếp hỏi Lữ Thiếu Khanh muốn cái gì. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, điểm này có thể nói rõ thánh chủ quẫn bách, cũng có thể khía cạnh chứng minh hai cái tinh thể chân quý cùng đối thánh chủ tầm quan trọng, tình nguyện đối Lữ Thiếu Khanh cúi đầu cũng không nguyện ý buông tay. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn thoáng qua hai cái tinh thể, lau một cái nước bọt, cười tủm tỉm đối thánh chủ nói, trước ngươi khi dễ qua ta, ta sợ ngươi chờ chút sẽ tiếp tục khi dễ ta. Thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi không quấy nhiễu ta, ta cam đoan ngươi bình yên vô sự. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, bất kỳ cam đoan đều là đùa nghịch lưu manh. Chỉ có thề mới là cách làm chính xác. Thề đi, Lữ Thiếu Khanh đối thánh chủ nói, ta cần một cái nho nhỏ cam đoan. Chương 2117, một quyền oanh sát. Thề, thánh chủ lạnh lùng nói, không có khả năng. Đường đường thánh chủ, làm sao có thể bị người dạng này bức hiếp? Không có người có thể cho hắn loại này sỉ nhục. Cho dù là hiện tại, hắn cũng quyết không đáp ứng. Thánh chủ nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, chậm rãi mở miệng, cho người ta một loại áp lực, ta không nghĩ tới giết ngươi, hiện tại cũng là như thế. Còn sống ngươi đối ta tác dụng lớn hơn. Thánh chủ lời này càng giống là giải thích, đang rõ ràng nói cho Lữ Thiếu Khanh, để Lữ Thiếu Khanh không cần phải lo lắng đến thời điểm hắn sẽ ra tay giết Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong nhịn không được chửi mẹ, chỉ vào thánh chủ mắng to, đồ chó hoang, ta liền biết rõ ngươi cái này hỗn đản gia hỏa không phải người tốt lành gì. Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Đâm ta, nện ta, hại ta, tính toán ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Còn nói thánh chủ, ta nhìn ngươi là thánh chó còn tạm được, không đúng, ngươi hành động so chó còn muốn xấu. Hèn hạ vô sỉ, hạ lưu bẩn thỉu. Càng nói càng phẫn nộ, Lữ Thiếu Khanh lần nữa nắm tay xâm nhập luân hồi sương mù bên trong, dùng sức khẽ hấp. Luân hồi sương mù lần nữa bị thôn phệ hơn phân nửa. Lúc đầu nồng đậm như mực nước luân hồi sương mù trải qua Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, giống rót vào nước, từ màu đen biến thành màu xám, nhan sắc phai nhạt rất nhiều. Hai cái tinh thể quang mang đâm rách ra, một trận lắc lư, có phá không mà đi dấu hiệu. Cùng thánh chủ cự ly lần nữa kéo ra một đoạn, thánh chủ nửa ngày lại là làm không công. Thánh chủ sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, về sau trở nên trắng bệch, khí tức hỗn loạn một cái. Hắn đang cực lực ổn định hai cái tinh thể, thở hào hển hai lần về sau, luân hồi sương mù một lần nữa trở nên nồng đậm, hai cái tinh thể một lần nữa ổn định lại, thánh chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm giơ tay tại chỗ ấy. Giờ phút này, thánh chủ cũng cảm nhận được đau đầu.
Lữ Thiếu Khanh tới một mức độ nào đó có thể cầm chắc lấy hắn. Thề không? Lữ Thiếu Khanh nhẹ giọng hỏi, giống như đối mặt với bạn gái đồng dạng ôn nhu, ta cái này yêu cầu nho nhỏ ngươi cũng không đáp ứng. Thề? Đương nhiên không có khả năng. Thánh chủ lạnh giọng nói, ngươi có in thể thử lại lần nữa, một khi bọn chúng đào tẩu, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao đối ngươi? Làm sao đối đãi Lữ Thiếu Khanh? Đương nhiên là đem hắn áp chế cốt dương hôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hai cái tinh thể, trong lòng cũng là lén nói thầm, có kiêng kỵ. Hoàn toàn chính xác, một khi thánh chủ thu phục bọn chúng thất bại, lửa giận khẳng định sẽ toàn rơi tại trên đầu của hắn. Đối mặt với Sao Hoàng Thần, Tế Thần còn muốn cường đại thánh chủ, hắn Lữ Thiếu Khanh không có bất luận cái gì một lá bài tẩy có thể chống lại. Liền cái kia ma quỷ tiểu đệ lá bài tẩy này Lữ Thiếu Khanh cũng không có lòng tin. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vẫn là lần nữa nắm tay thăm dò vào luân hồi sương mù bên trong. Hắn không có động thủ, mà là nhìn qua thánh chủ, chờ ngươi thôn phệ bọn chúng về sau, ngươi đồng dạng sẽ ra tay. Chết sớm cùng chết muộn không hề khác gì nhau. Lữ Thiếu Khanh một mặt kiên quyết, nghiêm túc, lộ ra sát khí, dù sao ta đánh không lại ngươi, hiện tại là tốt nhất cơ hội, ta không giết được ngươi, nhưng là có thể ngươi xấu chuyện tốt. Bọn chúng đối ngươi 10 phần trọng yếu a. Chạy, ngươi có khóc hay không 1000 năm? Thánh chủ sắc mặt âm trầm mấy phần, chạy, đâu chỉ khóc 1000 năm, 1000 năm đều có. Mưu đồ lâu như vậy, mới có tốt như vậy cơ hội, bỏ qua, liền cả một đời đều bỏ lỡ. Thánh chủ hít sâu một hơi, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không thể, ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không đối với các ngươi động thủ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tâm thần khẽ động, lần nữa thôn phệ một chút luân hồi sương mù, không nhiều, nhưng đồng dạng để thánh chủ sắc mặt khó coi. Dựa theo ngươi nói như vậy, không có thương lượng. Cảm nhận được luân hồi sương mù lần nữa bị thôn phệ, thánh chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là hắn cũng không phải loại kia sẽ khuất phục người, hắn cắn răng một cái, rút về đại bộ phận lực lượng. Hai cái tinh thể quang mang càng phát ra lóa mắt, xông lên trời. Thánh chủ tại Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc trong ánh mắt, đối Lữ Thiếu Khanh đánh ra một quyền. Cùng trước đó, thiên địa chấn động, hư không vỡ vụn, điện quang hỏa thạch ở giữa liền tới đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nắm đấm mặt ngoài nổi lên tầng tầng ba động. Mang theo vô hình sát cơ trùng điệp oanh trên người Lữ Thiếu Khanh. Cái này một quyền có thể vỡ vụn thiên địa, ẩn chứa thánh chủ vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Lữ Thiếu Khanh căn bản không nghĩ tới thánh chủ như thế quả quyết, chờ hắn kịp phản ứng lúc sau đã chậm. Vội vàng phía dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn chọi cứng thánh chủ cái này một quyền. Oanh! Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình giống như một cái thế giới đụng vào, thế giới tất cả trọng lượng hóa thành lực lượng hội tụ ở trên người hắn. Lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà đến, thân thể của hắn chỉ có thể kiên trì một cái hô hấp liền bắt đầu từng khúc băng liệt. Đầu tiên là huyết nhục vỡ nát, tiếp lấy chính là xương vỡ vụn, lại sau đó Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình linh hồn cũng tại cỗ này lực lượng kinh khủng bắt đầu tán loạn. Xong đời, Lữ Thiếu Khanh đầu óc một mảnh trống không, hắn muốn làm chút gì, nhưng là thân thể bị cỗ này sức mạnh đáng sợ, không cách nào làm được cái gì. Thánh chủ lực lượng vô cùng kinh khủng, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống, hoàn toàn áp chế hắn. Giờ phút này Lữ Thiếu Khanh mới rõ ràng cảm thụ được thánh chủ thực lực chân chính. Cái này một quyền, có thể trực tiếp đem hắn oanh sát. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh xương cốt bắt đầu hóa thành bột phấn thời khắc, trong tay chữ vật giới chỉ có chút phát nhiệt. Một cỗ nhu hòa lực lượng lan tràn ra, cấp tốc bao phủ hắn. Sau một khắc, ầm ầm, Lữ Thiếu Khanh như là như lưu tinh đánh tới hướng mặt đất, ngã vào to lớn trong hố trời, ngã vào thật sâu dưới bùn đất. Thánh chủ bên này thu tay lại. Lần nữa xuất thủ, thể nội luân hồi sương mù quét sạch, lại một lần nữa đem hai cái tinh thể một mực bao trùm. Hai cái tinh thể tại thánh chủ xuất thủ một nháy mắt, lại thoát ly một lớn đoạn cự ly, để thánh chủ cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Thánh chủ lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Thánh chủ thần sắc không thay đổi, trong lòng không dậy nổi gợn sóng. Hắn tự nhận chính mình một quyền có thể đem Lữ Thiếu Khanh xử lý. Diệt trừ Lữ Thiếu Khanh biến số này, tiếp xuống hắn không cho rằng còn có ai có thể ngăn cản hắn. Những người khác, hắn còn không có để vào trong mắt. Không có Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, thánh chủ tâm tình thật tốt, cảm giác được dễ dàng hơn. Hừ, không biết rõ trời ngã xuống đất sau. Thánh chủ trong lòng âm thầm nghĩ, vốn là không có ý định giết ngươi, thế nhưng ngươi tự tìm đường chết. Nhưng mà hơn một phút thời gian trôi qua, thánh chủ đem hai cái tinh thể lại lần nữa rút ngắn một đoạn cự ly thời điểm. Một thanh âm vang lên, đồ chó hoang, ngươi đánh ta đau quá, ngươi đến bồi thường ta tiền thuốc men. Chương 2118. Nghĩ nổ tung thánh chủ. Thánh chủ sắc mặt có chút cứng đờ, trong lòng kinh ngạc. Hắn hơi quay đầu, thấy được lại xuất hiện ở trước mặt hắn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt mặc dù là trắng bệch, không thể che hết thụ thương khí tức, nhưng hắn vẫn là nhảy nhót tưng bừng, không có trong tưởng tượng vẫn lạc. Thánh chủ trên mặt duy trì bình tĩnh cùng bình tĩnh. Trên thực tế trong lòng lại là khiếp sợ không thôi.
hắn cảm thấy mình vẫn là coi thường Lữ Thiếu Khanh. Cái kia một quyền gần như chín thành lực lượng, đừng nói Lữ Thiếu Khanh, thánh chủ tin tưởng liền xem như vừa rồi hoang thần cùng tế thần, hắn cũng có thể một quyền đấm chết. Thực lực của hắn là cái này chiều không gian đệ nhất thế giới. Hắn lại đánh không chết một cái nho nhỏ hợp thể kỳ. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh cổ quái, nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cổ quái đến loại này tình trạng. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện chẳng những kinh trụ thánh chủ, cũng kinh trụ chung quanh mấy cái kia người xem. Khi bọn hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị thánh chủ một quyền đánh vào đại địa thời điểm, Phục Thái Lương đã chuẩn bị rơi lệ. Hắn làm tốt chuẩn bị muốn mất đi Lữ Thiếu Khanh cái này hậu bối. Tân Nguyên Khôi đã tại khoa tay múa chân. Trương Tòng Long cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Tất cả mọi người cho rằng Lữ Thiếu Khanh chết chắc thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cùng một chỗ đổi mới thế giới quan của bọn hắn, nhảy nhót tưng bừng xuất hiện. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người không biết rõ nói cái gì cho phải. Cho dù là thánh chủ, giờ phút này cũng tìm không thấy thích hợp nói ra. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là cười tủm tỉm đứng tại thánh chủ trước mặt, nhưng hắn trong lòng cũng là sợ không thôi. Hắn nhẹ nhàng sờ soạn chính một cái nhẫn chữ vật. Nếu như không phải ma quỷ tiểu đệ, hắn lần này có lẽ thật xong đời. Nguy hiểm thật a, kém chút liền xong đời. Lữ Thiếu Khanh trong lòng gọi thẳng may mắn. Hai người đều như vậy trầm mặc, hai mắt đối mặt, trong lòng lại là đủ kiểu suy nghĩ. 7-8 cái hô hấp qua đi, Lữ Thiếu Khanh lần nữa dò xét xuất thủ, chậm rãi vươn vào luân hồi sương mù bên trong, cười hỏi thánh chủ, như thế nào, có thể thế sao? Thánh chủ nghĩ nổ. Cho dù là hắn giờ phút này cũng có một loại muốn điên xúc động. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh khó chơi, nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế chi nạn quấn. Hắn một quyền, có thể hủy thiên diệt địa, cái này vị diện không ai có thể chịu được. Hết lần này tới lần khác đánh không chết Lữ Thiếu Khanh, mạng nhỏ so tiểu cường còn cứng hơn. Thánh chủ không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh rất quỷ dị. Sát khí từ mấy răng nhọn phun ra, xem ra người là không ép ở chết. Lữ Thiếu Khanh bên này một bên xem chừng đề phòng, một bên cười tủm tỉm, hòa ái hiền lành, dù sao đều như vậy, chết sớm cùng chết muộn không có gì khác biệt. Nếu như có thể để cho ta chết đi phá hư chuyện tốt của ngươi, ta cũng chết được nhắm mắt. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh cố ý kéo dài thanh âm, đánh ra thánh chủ, kia một quyền, ngươi còn có thể đánh ra mấy lần. Lại đánh một lần, cái này hai cái hai loại đồ vật còn muốn hay không? Lại đánh một lần, ngươi xác định có thể đánh chết ta. Thánh chủ trong lòng lại một lần nữa phát điên, cái này ra hỏa quả thực là đem người tâm đều đoán được. Hắn đường đường một cái thánh chủ, thủ đoạn mạnh hơn cũng dọa không được Lữ Thiếu Khanh. Lúc này hắn mới minh bạch, vì sao thánh địa những cái kia cùng Lữ Thiếu Khanh đã từng quen biết người nhất, lên Lữ Thiếu Khanh đều sẽ nghiến răng nghiến lợi, quá khó chơi, quá ghê tởm. Thánh chủ muốn lần nữa xuất thủ đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết. Nhưng mà chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, hắn lại đi đối phó Lữ Thiếu Khanh, hai cái tinh thể hắn còn muốn hay không? Hắn chuẩn bị hơn ngàn năm, cứ như vậy từ bỏ, hắn tuyệt đối không cam tâm. Cái này một quyền đánh tới, biết đánh nhau hay không không chết Lữ Thiếu Khanh cũng là một vấn đề. Thánh chủ càng là trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng vui vẻ. Mã Đức, cái này Tử Trạch Nam, một lời không hợp liền đánh người, nhìn ta chỉ không chết ngươi. Nhìn thấy thánh chủ không nói lời nào, thăm dò vào luân hồi sương mù bên trong tay quấy một cái, cười tủm tỉm hỏi, suy nghĩ kỹ chưa? Không có cân nhắc tốt, ta lại muốn bắt đầu. Thánh chủ bên này còn tại mạnh miệng, sắc bén ánh mắt tràn đầy uy hiếp, lạnh giọng nói, ngươi đều có thể thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Lữ Thiếu Khanh là tuyệt không sợ, sau khi nói xong dùng sức khẽ hấp. Hai cái tinh thể lại một lần lui ra phía sau lui kéo ra một đoạn cự ly, vừa rồi lại là làm không công. Ta mẹ nó. Thánh chủ ở trong lòng bạo thô, hắn hiện tại là đặc biệt hối hận. Vừa rồi nên trước giết chết Lữ Thiếu Khanh, lại bắt đầu thôn phệ cái này hai cái tinh thể. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, Lữ Thiếu Khanh giống một khối chó ra dược cao gắt cao quấn lấy hắn, để hắn buồn nôn thấu. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lần nữa cúi đầu, ngươi có thể đổi điều kiện khác, linh thạch, công pháp, pháp khí, thiên tài địa bảo đều được, nhưng là, cường điệu tăng thêm ngữ khí, ta là tuyệt đối sẽ không thề. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi coi ta là người nào? Ngươi không thề, cái này khó làm. Đối với như ngươi loại này đại lão, chỉ có thể mới có thể để cho tâm ta an, cam đoan cái gì đều là đồ nghịch lưu manh, ta người này ghét nhất đồ nghịch lưu manh. Nhìn thấy thánh chủ còn muốn cự tuyệt, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, ta cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ thề, ta có thể thề, tuyệt đối không quấy nhiễu ngươi. Thánh chủ nghe vậy sắc mặt ngược lại là hòa hoãn mấy phần. Có hy vọng, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ta đến bồi ngươi thề, ngươi còn có thể thế nào? Ta cũng không ưa thích thề à. Thánh chủ suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý nói, tốt, ngươi ra tay trước thề. Thánh chủ đánh vốn là hạ quyết tâm không thề, nhưng là bị buộc đến cái này tình trạng, không thể không cúi đầu. Để Lữ Thiếu Khanh ra tay trước thề, là hắn nhất sau ranh giới cuối cùng. Có thể à,
Nhưng ở này trước đó, ngươi có thể hay không trả lời trước ta 10 cái vấn đề? Không nhiều, cũng liền 10 cái. Lữ Thiếu Khanh lại thừa cơ đưa ra yêu cầu. Hắn không giống sư muội tốt như vậy kỳ, nhưng chuyện trước mắt vẫn là để hắn hiếu kỳ. Thánh chủ không có cự tuyệt, một cái. Ta đường đường thánh chủ có thể trả lời ngươi một vấn đề, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nói đùa, 10 cái vấn đề. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta đường đường thánh chủ sẽ nghe theo ngươi bài bố. Móa, như thế tiểu khí. 10 cái. Thánh chủ lạnh lùng nói, một cái. Cho chút mặt mũi được hay không, như vậy đi, 7 cái. Cho dù Lữ Thiếu Khanh nhượng bộ, thánh chủ vẫn là câu nói kia, một cái. Chủ đánh một cái không nhượng bộ. Móa, 5 cái thế nào, quay qua điểm A, một cái có thể hỏi ra cái giám A. Một cái. Mẹ ngươi tại sát vách, 3 cái, không thể ít hơn nữa ta cứ như vậy. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nắm tay cắm vào luân hồi sương mù bên trong quấy 2 lần. Hỏi đi. Chương 2119, xác định không phải phân kết tinh. Thánh chủ đồng ý trả lời Lữ Thiếu Khanh 3 cái vấn đề, không đồng ý không được, gặp được vô lại, hắn đường đường thánh chủ cũng là thúc thủ vô sách. Mặt mũi này rất khó giữ được, cao lãnh người thiết rất dễ dàng sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào 2 cái tinh thể hỏi, đó là cái gì? Đừng cầm lời nói dối đến qua loa tắc trách ta. Thánh chủ hừ một tiếng, hắn về phần muốn nói dối sao? Hắn là thánh chủ, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn không cho phép hắn nói dối. Hắn cũng lần nữa nhìn thoáng qua 2 cái tinh thể, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ, tiên đế kết tinh. Thanh âm không lớn, chỉ làm cho hắn cùng Lữ Thiếu Khanh nghe được, không có ý định truyền ra tới. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hoài nghi mình nghe lầm, tiên đế kết tinh. Tiên đế chết biến thành kết tinh. Xác định không phải phân kết tinh. Hoang thần cùng tế thần chính là một đống phân, bọn chúng sẽ là tiên đế. Nói đùa. Thánh chủ mặt không biểu lộ nói, 3 cái vấn đề, thêm một cái ta cũng sẽ không trả lời. Tiện nghi ai cũng không có khả năng tiện nghi ngươi. Lữ Thiếu Khanh có rút thánh chủ một bàn tay xúc động, như thế tiểu khí, ngươi có ý tốt làm thánh chủ. Ngươi không cần trả lời. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm 2 cái tinh thể. Tiên đế kết tinh, mặc kệ là tiên đế chết biến thành, vẫn là tiên đế đi biến thành, nghe danh tự đều là tốt đồ vật. Không phải thánh chủ cũng sẽ không em ưu đồ lâu như vậy, đối mặt hắn bắt chẹt bức hiếp cũng nắm lỗ mũi nhịn. Không phải tốt đồ vật, thánh chủ sẽ nhẫn. Lữ Thiếu Khanh nước bọt ào ào lưu, có thể cho ta một viên sao? Không thể. Thánh chủ lạnh lùng nói, vấn đề thứ hai. Móa. Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, cái này không tính. Thánh chủ mới không quen lấy hắn, một vấn đề cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh cắn răng. Thánh chủ là trước mắt hắn gặp được khó dây dưa nhất một cái, so Mộc Vĩnh còn khó làm hơn. Một vấn đề cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát hỏi, tiên đế kết tinh có làm được cái gì? Có cơ hội đột phá trở thành tiên đế? Thánh chủ đang trả lời vấn đề này thời điểm, mang theo nhàn nhạt sát ý, bí mật này hắn hao tốn giá cả to lớn mới biết rõ. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh không cần tốn nhiều sức liền đạt được. Ngẫm lại chính mình nỗ lực, thánh chủ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chiếm thiên đại tiện nghi. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy có động thủ cướp đoạt xúc động. Tiên đế a, có cơ hội có thể đột phá tiên đế. Câu nói này truyền đi đến nhắc lên ngập trời gió tanh mưa máu. Thế giới này, cái này vị diện người, không chết đến mấy ngàn mấy trăm ức đều xin lỗi tiên đế kết tinh 4 chữ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh rất nhanh lại hoài nghi, ngươi mà hảo tâm như vậy, chi tiết nói cho ta. Ngươi sẽ không phải đang nói láo a? Nếu không, ngươi phát cái thề, nói ngươi nói đều là lời nói thật. Cút. Thánh chủ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, kém chút đem Lữ Thiếu Khanh giống thành kẻ điếc. Niềm kiêu ngạo của hắn, tự tôn của hắn để hắn coi nhẹ nói dối, đem bí mật lớn nhất nói ra. Loại bí mật này, cho dù là 100 tỷ, vạn ức linh thạch đều không đổi được. Nhưng mà cái này hỗn đản ra hỏa thế mà còn tại chất vấn hắn có phải, hay không đang nói láo, cùng đem hắn tự tôn cùng kiêu ngạo để dưới đất dẫm khác nhau ở chỗ nào. Thánh chủ lại có đánh chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Thề, sau đó cút cho ta. Thánh chủ đằng đằng sát khí. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lớn tuổi như vậy, tính tình còn như thế táo bạo. Trách không được tại thánh địa không ai nguyện ý cùng ngươi chơi. Tại thể trước đó, ta còn có một cái điều kiện. Thánh chủ lửa giận cọ cọ đi lên bốc lên. Điều kiện gì? Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, hắn không có cách nào an tâm thu phục tiên đế kết tinh. Nếu là đột nhiên cho hắn đến một cái, hắn lại làm không công. Ngẫm lại điều nổi nóng. Lữ Thiếu Khanh duỗi vươn ngón tay lấy chính mình. Ngươi vừa rồi đã thương ta, làm gì cũng phải bồi thường điểm tiền thuốc men a. Không nhiều, cho ta 100 ức là được rồi. Ngươi lại nói nhảm một câu, ta giết ngươi. Thánh chủ cường ngạnh, dọa dẫm bắt chẹt đến trên đầu hắn. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa chấn giữ thăm dò vào luân hồi sương mù bên trong, đồng dạng cường ngạnh.
tất cả mọi người là nam nhân, ngươi sẽ cứng rắn, ta sẽ không cứng rắn. Ta không ăn xuân dược đều so ngươi cứng rắn. Ta mẹ nó. Thánh chủ hận đến muốn thổ huyết, hỗn trướng nhân loại. Thật đáng chết. 100 ức, lấy ra sau ta liền thề. Thánh chủ nghe vậy, có một loại từ bỏ tiên đế kết tinh đi đánh chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. So với tiên đế kết tinh, vẫn là giết chết Lữ Thiếu Khanh càng khiến người ta thống khoái. Bất quá thánh chủ cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn lạnh lùng ném ra ngoài một viên nhẫn chữ vật, 1 tỷ mai linh thạch, ngươi còn dám nói nhảm, ta liều mạng không cần tiên đế kết tinh cũng muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh mượn qua đến xem xét một phen, linh thạch có 1 tỷ, bên trong còn có một số tương đối phổ thông vật liệu, nhưng cũng có 1 tỷ tả hữu. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng thu lại, thở dài một tiếng, ai, được rồi, coi như ta ăn chút thiệt thòi, khổ sở uổng phí ngươi một quyền đi. Ai bảo ta là người tốt đâu? Cũng phải là ta, nếu là những người khác, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ngươi cái này quỷ hẹp hòi. Tại thánh chủ muốn giết người ánh mắt nhìn chăm chú, Lữ Thiếu Khanh phát thề, cam đoan thánh chủ thề về sau, sẽ không lại quấy nhiễu thánh chủ. Thánh chủ cũng thề, cam đoan sẽ không đối Lữ Thiếu Khanh cùng Lữ Thiếu Khanh người xuất thủ. Song phương thề xong xuôi, thánh chủ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt ngược trở về, làm gì? Người ở chỗ này làm gì? Cút! Thánh chủ ngữ khí bất thiện, chỉ hận ánh mắt không thể giết người. Lữ Thiếu Khanh ở trước mắt, thánh chủ đã cảm thấy tâm phiền. Trước đó coi Lữ Thiếu Khanh là quân cờ còn không cảm thấy thế nào. Cùng Lữ Thiếu Khanh chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc một cái, thánh chủ liền đã sinh ra vô số lần sát tâm, muốn đem Lữ Thiếu Khanh giết chết. Hiện tại không có cách nào giết chết Lữ Thiếu Khanh, thấy thế nào đều làm sao phiền. Thánh chủ không muốn Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xuất hiện ở trước mặt mình lắc lư, hắn viên kia sát tâm không có cách nào yên tĩnh. Khách khí với ta điểm, a, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thánh chủ, không khách khí, ta cũng sẽ không đi ra. Nói mời chữ, ngươi có thể chết sao? Mời ngươi lăn xa một điểm. Thánh chủ cắn răng, có mấy phần non nớt ngữ khí để cho người ta nghe dễ dàng cảm thấy hắn là, bị người khi dễ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, được rồi, không cùng ngươi loại này tiểu khí trạch nam chấp nhặt, ngươi ngay ở chỗ này quỳ liếm phân kết tinh đi. Lữ Thiếu Khanh một lần những nữa trở lại Kế Ngôn bên này, nhìn xem Kế Ngôn còn tại nhắm mắt bất động. Buồn bực không thôi, nếu như Kế Ngôn có thể ly khai, hắn nói cái gì cũng phải cấp thánh chủ đến hơn mấy lần, ít nhất cũng phải hỏng chuyện tốt của hắn. Tiên đế kết tinh, có cơ hội trở thành tiên đế đồ vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua quang mang chói mắt hai cái tiên đế kết tinh, giống như nhìn qua hai tòa to lớn linh thạch đại sơn, khó thể thực hiện. Loại cảm giác này để hắn phát điên. Đột nhiên, đầu tê dần, hào quang chói sáng biến mất, Lữ Thiếu Khanh trước mắt lâm vào hắc ám. Khặc khặc, chương 2120 xương thần. Êm đẹp, đột nhiên nhức đầu rồi một lần, mắt tối sầm lại, giống mù, đem Lữ Thiếu Khanh giật mình kêu lên. Bên tai vang lên quỷ dị tiếng cười âm lãnh, Lữ Thiếu Khanh lập tức phản ứng lại, hắn bị cứt chó dây dưa. Hơn nữa đối phương trực tiếp xâm lấn thức hải của hắn. Đối phương rất giảo hoạt, thừa dịp sự chú ý của hắn đặt ở thánh chủ trên thân, đột nhiên xâm lấn, cấp tốc mà mau lẹ. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, xuất hiện tại thức hải bên trong lòng của hắn vạn phần cảnh giác. Cảnh giới của hắn thực lực, coi như hắn ngủ thiếp đi, buông lỏng đến không thể lại buông lỏng, giống hoang thần, tế thần loại này cấp bậc tồn tại cũng đừng nghĩ đến xâm lấn thức hải của hắn. Dưới mắt có một vị thần bí tồn tại có thể nhẹ nhõm tiến vào thức hải của hắn, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Hắn hiện tại thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, trên thực tế chiến đấu người không còn một. Cùng hoang thần, tế thần đại chiến một phen, bị thương, lại suýt chút nữa bị thánh tộc một quyền đấm chết. Mặc dù là tại ma quỷ tiểu đệ bảo vệ dưới sống tiếp được, nhưng thương thế nhưng không có đi theo khôi phục, bây giờ Lữ Thiếu Khanh đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái. Kẻ xâm lấn cũng là thừa dịp hắn suy yếu, buông lỏng cảnh giác thời điểm ra tay, từ đó nhẹ nhõm xâm lấn thành công. Đến nỗi thân phận, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể đoán được. Chắc chắn là hoang thần, tế thần đồng bạn. Chẳng lẽ là xương thần sao? Lữ Thiếu Khanh tại thức hải bên trong vừa đi vừa về dò xét chung quanh, cẩn thận đề phòng. Hắn dạo qua một vòng cũng không có phát hiện kẻ xâm lấn dấu vết. Không phải là chính mình ảo giác a? Lữ Thiếu Khanh nhịn không được hoài nghi từ bản thân có phải hay không thụ thương quá nặng, thể xác tinh thần mỏi mệt, đến mức xuất hiện ảo giác. Bất quá sự hoài nghi này hắn rất nhanh liền bóp chết ở trong lòng. Không thể nào là ảo giác. Lữ Thiếu Khanh lại tìm một vòng vẫn là không có phát hiện kẻ xâm lấn, trong lòng của hắn sợ hãi. Kẻ xâm lấn ngưu như vậy, thế mà ẩn giấu sâu như vậy, làm cái lông a? Lữ Thiếu Khanh cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên bầu trời quả cầu ánh sáng màu vàng trên thân. Đây chính là lá bài tẩy của hắn, tâm thần khẽ động, thôi động quả cầu ánh sáng màu vàng, định tới tìm kiếm kẻ xâm lấn. Quả cầu ánh sáng màu vàng chuyển động, kim sắc quang mang vẩy khắp toàn bộ thức hải. Ngay tại quả cầu ánh sáng màu vàng tỏa ra ánh sáng thời điểm,
một đạo bóng người màu đen từ quả cầu ánh sáng màu vàng phần lưng bay lên. Ngươi, lại có thể điều khiển nó. Thanh âm bên trong để lộ ra nồng nặc chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh thì chửi ầm lên, từ đâu tới chuột. Trong lòng càng thêm lẫm nhiên, vừa tiến đến liền trốn ở quả cầu ánh sáng màu vàng mặt sau, hắn thế mà không phát hiện được. Lữ Thiếu Khanh thấy rõ ràng trước mắt bóng đen dáng vẻ. Một cái trung niên nam nhân, bộ dáng phổ thông, lại nắm giữ một đôi ánh mắt sáng ngời. Ánh mắt đầu tiên nhìn xem đến hắn đều sẽ trước tiên bị ánh mắt của hắn hấp dẫn. Một đôi mắt trong suốt sáng tỏ, cẩn thận đối mặt phía dưới phẳng phất ẩn chứa vô số thế giới, vô cùng hấp dẫn người. Liền xem như Lữ Thiếu Khanh cũng vào lúc này bị địa phương con mắt hấp dẫn. Tâm thần theo bản năng buông lỏng, ý thức bắt đầu trầm luân, nam nhân không có ngoài ý muốn, bình tĩnh hỏi, ngươi như thế nào đạt được nó? Âm thanh nhẹ nhàng, từng chữ nói ra, có khác một loại tiết tấu, có thể khiến người ta thêm một bước trầm luân mơ hồ. Là, Lữ Thiếu Khanh vừa muốn trả lời thời điểm, bỗng nhiên một cỗ cảm giác nóng rực truyền đến, Lữ Thiếu Khanh lập tức tỉnh táo lại. Hắn nháy mắt mấy cái, ngươi đoán? Nam nhân kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, cổ quái. Lữ Thiếu Khanh bên này nhưng là phía sau lưng mồ hôi đầm đìa, trong lòng lại một lần nghĩ lại mà sợ. Kém chút trúng chiêu, nếu như không phải ma quỷ tiểu đệ nhắc nhở, hắn có thể liền như vậy trầm luân. Tên trước mắt này so với Nhuế trưởng lão còn muốn đáng sợ. Ngươi lại là người nào? Đi tới ta chỗ này, giao vé vào cửa sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn lấy nam nhân trước mắt, trong lòng sát ý lăn lộn. Thức hải bầu trời sấm sét vang dội, kinh thiên sóng biển, tản mát ra áp lực nặng nề. Nam nhân cười lạnh. Ở trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Ngu xuẩn sâu kiến, trở thành một bộ phận của ta a. Theo hai cánh tay của hắn mở ra, một cỗ ngập trời hấp lực từ trên người hắn truyền đến. Kinh khủng hấp lực, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình toàn bộ thức hải đều phải so với hắn thôn phệ một dạng. Hơn nữa, chẳng những có hấp lực cường đại, tựa hồ có một thanh âm tại giật dây hắn, để hắn tới, đi đến bên người nam nhân, cùng nam nhân dung hợp. Kinh khủng, Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghiêm túc, còn kèm theo tinh thần dụ hoặc. Hai bút cùng vẽ, hơn nữa chuyển đến cực lớn hấp lực, là trước mắt hắn gặp phải tồn tại cường đại nhất. Loại quen thuộc này cảm giác, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn nam nhân ở trước mắt thân phận. Xương thần, không phải xương thần, cũng nhất định là có lớn lao liên hệ. Hoang thần, tế thần cường đại, nhưng không có loại này cường hãn thôn phệ năng lực. Ngươi là xương thần. Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng nam nhân, lạnh lùng hỏi. Xương thần. Nam nhân nghe vậy, đầu tiên là hơi hơi suy xét một phen. Cuối cùng cười lên, ta đích xác có một chút hóa thân tự xưng xương thần. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta. Đến đây đi, trở thành xương thần một bộ phận A. Xương thần lần nữa gia tăng sức mạnh, hấp lực lần nữa tăng cường, phảng phất hóa thân thành một cái hắc động, hô hô hướng về chung quanh cắn nuốt hết thảy. Ầm ầm, một đạo thiên lôi rơi xuống, sấm sét màu đen xé rách hư không, xông thẳng xương thần xuống. Xương rất giống hồ đã sớm có chỗ đoán trước, thân ảnh biến mất tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, không nói hai lời cũng tại chỗ biến mất. Xương thần xuất hiện tại hắn vị trí mới vừa rồi, khí tức đáng sợ lao hắn mà qua, cũng là trốn được rất nhanh. Xương thần hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng, ý cười xâm nhiên. Ngươi có thể thôn phệ đệ nhất ám liệt, rất khiến người ngoài ý, nhưng ngươi còn hữu dụng đệ nhất quang tự, càng khiến người ta chấn kinh. Xương thần nói lên đệ nhất ám liệt cùng đệ nhất quang tự thời điểm, thần sắc của hắn tràn đầy kiêng kỵ, khát vọng còn có sợ hãi, trong đó khát vọng biểu lộ là nhiều nhất. Nhân loại, đừng trốn, trở thành một bộ phận của ta a. Xương thần chủ động ra tay, như chớp giật lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh, oanh. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, thiên lôi cuồn cuộn, hóa thành một cái chim thần màu đen lao thẳng tới xương thần. Xương thần lần này không có trốn tránh, thân thể của hắn bốc lên một cỗ hắc sắc quang mang, luân hồi xương mù lăn lộn, bao quanh, cả người hóa thành vũ khí. Bành! Thức hải ở đây chấn động, chim thần màu đen băng liệt, cuối cùng hóa thành vô số tia chớp màu đen tiêu tan trên không trung. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu kêu đau, gào. Kinh thần quyết. Xương thần kinh ngạc, ngươi là người nào? Chương 2121 đại nguy cơ. Xương thần trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, thần sắc của hắn trở nên âm tàn. Sát khí mạnh hơn, sâu kiến, ngươi kinh thần quyết từ chỗ nào học được? Lữ Thiếu Khanh bên này đau đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Đây là thức hải của hắn, song phương va chạm, khuếch tán sức mạnh, xung kích dư ba đều biết đối với hắn thức hải tạo thành tổn thương. Vốn là thụ thương không nhẹ, thực lực 10 không còn 1. Tại bình thường, thức hải là sân nhà của hắn, hắn có được kinh thần quyết, tia chớp màu đen cùng quả cầu ánh sáng màu vàng, hắn đánh đâu thắng đó. Thậm chí có đôi khi chủ động đem địch nhân dẫn dụ đi vào, đóng cửa đánh chó. Bây giờ, hắn có loại dẫn sói vào nhà đã xem cảm giác, giống như một đầu ác lang chủ động xông vào thụ thương thợ săn trong nhà. Xương thần không có thụ thương,
chủ động xông tới, đối với hắn tạo thành uy hiếp to lớn. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, trả lời Xương Thần vấn đề, vẫn là mạnh miệng, ngươi đoán. Hừ, nuốt ngươi, tự nhiên là biết. Xương Thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Giống như một con chim xẹt qua phía chân trời, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không dám cùng Xương Thần cận thân, trên bầu trời tia chớp màu đen tại trong khống chế hắn ùng ùng bổ về phía Xương Thần. Nhưng mà Xương Thần trên thân quanh quẩn màu đen luân hồi sương mù giống như cứng rắn tấm chắn, tia chớp màu đen rơi vào trên người hắn, không có chịu đến thương tổn quá lớn. Lữ Thiếu Khanh chết lặng, luân hồi sương mù còn có thể khắc chế tia chớp màu đen công năng sao? Có luân hồi sương mù hộ thể, Xương Thần có thể không sợ tia chớp màu đen công kích. Cái khác bốn đạo màu sắc sấm sét rơi xuống, đối với Xương Thần càng là giống như cù lét. Mấy lần đi qua, không những đối với Xương Thần không tạo được tổn thương, ngược lại để cho chính mình cực kỳ nguy hiểm. Xương Thần số lần một trận tới gần hắn, cho hắn tạo thành không thiếu khốn nhiễu, may đây là hắn sân nhà, các phương diện đều có bổ trợ, bằng không thì hắn sớm đã bị Xương Thần đuổi kịp. Cho dù là dạng này, hắn cảm nhận được áp lực, cũng chật vật không thôi. Ông! Trên đầu quả cầu ánh sáng màu vàng vận chuyển, tia sáng rơi xuống, xông thẳng Xương Thần mà đến. Nhưng mà Xương Thần thân ảnh lóe lên, tan biến tại trên không, nhẹ nhõm tránh thoát kim sắc quang mang. Dù là quả cầu ánh sáng màu vàng tích lưu chuyển, từng đạo tia sáng không ngừng rơi xuống, cũng tìm không thấy Xương Thần trơn trượt giống một con lươn. Khặc khặc, Xương Thần cười lên, âm thanh làm cho người phát lạnh, lộ ra trở ra ý. Đáng tiếc, đây không phải hoàn chỉnh đệ nhất quang tự, bằng không thì ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá cũng tốt, điều này nói rõ thiên đạo đưa tới cho ta đại lễ, ta nhất định siêu việt hết thảy, trở thành tối cường. Khặc khặc, cho ta đi. Tựa hồ vì tiếp tục đả kích Lữ Thiếu Khanh, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi bây giờ còn có thể phát huy ra bao nhiêu sức mạnh. Không có niềm tin tuyệt đối, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện vào tới. Ngươi cam chịu số phận đi, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, ngươi là ta. Lữ Thiếu Khanh dùng mình một cái, chửi ầm lên, chết gay, ngươi cút cho ta. Ta không tốt một hớp này. Lữ Thiếu Khanh rất ưu thương, cảm thấy mình bị làm bẩn. Một cái gai chạy vào trong thức hải của hắn, cùng bị cường lên khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau. Ta ụ uế. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó tức giận hống, ta và ngươi liều mạng. Tia chớp màu đen rơi xuống, đem thức hải bao phủ, kim sắc quang mang cũng phủ kín thức hải. Nhưng mà Xương Thần biểu hiện vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, tia chớp màu đen tránh đi đại bộ phận, còn sót lại rơi vào trên người hắn không phát hiện chút tổn hao nào, kim sắc quang mang lại là một vệt ánh sáng cũng chiếu rọi không đến hắn. Xương Thần bên này vừa tránh ra một đạo gặp sắc quang mang, liền cảm thấy chung quanh không thích hợp. Hô! Phảng phất là gió nổi lên, chung quanh không gian ba động đứng lên, giống như trong suốt gợn sóng. Lực lượng vô hình phảng phất là đi theo kim sắc quang mang sau lưng, xông thẳng Xương Thần mà đến. Hừ! Xương Thần nhìn thấy chính mình không có cách nào trốn tránh, lựa chọn ngạnh kháng. Hắn không có lo lắng, ở đây, hắn đã là nắm vững thắng lợi, bành! Sức mạnh va chạm, dư ba khuếch tán, thức hải ở đây thiên địa tại rất làm, long trời lở đất. Không gian chung quanh bởi vì sức mạnh đan va chạm mà xuất hiện từng đạo vết rách. Lữ Thiếu Khanh thức hải lần nữa bị thương nặng, gào. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ôm đầu hét thảm lên, cả người mong đợi trở nên cực kỳ yếu ớt. Khặc khặc. Xương Thần tiếng cười đắc ý vang lên, luân hồi sương mù cuốn lấy hắn xông lại, giống như một đoàn hắc sắc ma vụ thổi qua tới một dạng, đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ đi vào. Khặc khặc, Xương Thần tiếng cười càng thêm đắc ý, càn rỡ đứng lên, sâu kiến, người nhất định là của ta. Chết gay. Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, âm thanh bình ổn phẫn nộ. Xương Thần ngạc nhiên, ngươi không có việc gì. Đau chết mất, như thế nào không có việc gì. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, hai người khoảng cách gần, song phương bản nguyên lực lượng tại va chạm. Lữ Thiếu Khanh áp lực cực lớn, nhưng mà hắn không thể không làm như vậy, dạng này thế cục, hắn lần thứ nhất gặp phải, cảm thấy biệt khuất. Xương Thần có chuẩn bị mà đến, trên thân quanh quẩn luân hồi sương mù lại có thể khắc chế hắn tia chớp màu đen, cơ thể thụ thương, thực lực không cách nào phát huy, khắp nơi bị động. Tiếp tục đánh xuống, hắn không đánh chết Xương Thần, ngược lại có khả năng chính mình giết chết chính mình. Chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, xem ai nuốt ai. Xương Thần cười đắc ý, vận chuyển lực lượng của mình, muốn đem trước mắt Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Một cỗ bản nguyên lực lượng chui vào thể nội, Xương Thần vui thích đạo, mỹ vị. Nhưng, nét mặt của hắn rất nhanh liền ngưng kết, hắn cũng cảm nhận được mình bản nguyên trôi đi, bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ năng lực không kém hơn hắn. Ngươi, Xương Thần lại một lần kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh cho hắn chấn kinh nhiều lắm. Hơn nữa hắn còn khiếp sợ phát hiện, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh thụ thương, có thể hắn thôn phệ năng lực còn mạnh hơn chính mình một chút. Xương Thần nhìn lên trước mắt Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nhịn không được sinh ra nghi vấn.
hắn là nhân loại sao? Nhân loại bình thường sẽ như vậy đặc biệt sao? Mặc dù kinh ngạc, nhưng Xương Thần cũng không có hốt hoảng. Xương Thần cười gằn, ngu xuẩn sâu kiến, ta sẽ cho ngươi biết sâu kiến cùng thần chênh lệch lớn bao nhiêu. Xương Thần đối với chính mình tràn ngập lòng tin, ngươi đã bị thương, ngươi không phải là đối thủ của ta, khắc khắc, trở thành một bộ phận của ta a. Xương Thần hét lớn, gia tăng thôn phệ cường độ, theo lực lượng của hắn gia tăng, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, Lữ Thiếu Khanh bản nguyên không ngừng giảm bớt. Lữ Thiếu Khanh đem hết toàn lực cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bản nguyên bị thôn phệ. Xong đời, Lữ Thiếu Khanh trong lòng nổi lên tuyệt vọng. Nếu như Xương Thần thương thế cùng mình một dạng, hắn sớm đã bị Xương Thần nuốt ngay cả xương cốt đều không thừa. Ai, làm sao bây giờ? Ngay tại Lữ Thiếu Khanh tuyệt vọng trực tiếp, bỗng nhiên một chân từ trong hư không nhô ra tới, tinh tế tỉ mỉ ưu mỹ, tiếp đó một cước dẫm ở Xương Thần trên mặt. Chương 2122 thôn phệ Xương Thần. Một cái đột nhiên xuất hiện chân, óng ánh trong suốt, giống như tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ đến không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Giống như là từ bên trong hư không vươn ra. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, Xương Thần cũng kinh ngạc. Tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, một cước đá vào Xương Thần trên mặt, trực tiếp bị đạp thành một đoàn. Tại thời gian trong phòng, bóng người xinh xắn kia đem chân của mình hướng về trên quan tài xoa xoa, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, thật đáng ghét. Sau đó vung tay lên, vô số linh thạch xuất hiện ở đây, nàng lộ ra vẻ tươi cười, nói khẽ, coi như thù lao a. Nhìn xem Xương Thần thảm trạng, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nhìn xem liền đau. Phốc phốc một tiếng, âm thanh rất nhẹ, giống như bàn chân kia một dạng nhu hòa. Nhưng mà Xương Thần lại là hét thảm lên, thanh âm bên trong tràn ngập đau đớn. Thân thể của hắn kém chút bị đạp sụp đổ, phảng phất đem hắn xương cốt đều đạp thành bụi phấn. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm nhận được xương khí tức của thần gấp rút suy yếu, như ngồi chung tàu lượn siêu tốc một dạng thẳng vọt đáy cốc. Vừa rồi khí tức cường đại như mặt trời ban trưa, kiêu dương như lửa, chỉ là trong nháy mắt liền trở thành hoàng hôn mặt trời lặn, kéo dài hơi tàn. Thấy Lữ Thiếu Khanh trợn mắt hốc mồm, tâm thần đều chấn, tê cả da đầu. Đây là bực nào tàn bạo? Một cước liền có thể đem hoang thần xương thần đá thành trọng thương, thương thế không giống như hắn hiện tại kém bao nhiêu. Nếu là lại đá nhiều một cước có phải hay không là có thể đem xương thần đá chết? Một cước đá chết ngươi, tuyệt không phải nói là khoác lác. Mặc dù là thấy chấn kinh, Lữ Thiếu Khanh cũng không có làm chuyện ngu ngốc. Thừa dịp xương thần thụ thương kêu thảm lúc, đánh chó mù đường. Ngưng tụ lại sức mạnh, hướng về phía xương thần khởi xướng phản kích mãnh liệt. Đầu hắn hung hăng vọt tới xương thần. Bịch một tiếng, hoang thần đầu kém chút bị đánh nát, Lữ Thiếu Khanh đồng thời gia tăng lực lượng cắn nuốt, chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, chẳng những đem hắn mất đi năng lượng thôn phệ trở về, còn đại bổ một phen. Xương thần tiếng kêu rên càng lớn, hơn nữa, thanh âm của hắn lộ ra sợ hãi. Giống như bị luân 100 lần một dạng, thét lên, không, không có khả năng, phảng phất như gặp phải vô cùng kinh khủng tồn tại. Sợ hãi không thôi. Thậm chí tại Lữ Thiếu Khanh thôn phệ thời điểm, hắn đều quên phản kháng. Hắn biểu hiện hoảng sợ không thôi, cơ thể liều mạng vặn vẹo, nghĩ muốn trốn khỏi ở đây. Thay lời khác tới nói, hắn bị một cước kia đạp bể mật, đã mất đi đấu trí, giống như một cái chó nhà có tang, lo sợ bất an, dưới sự kinh hoàng, trước tiên nghĩ muốn trốn khỏi ở đây. Nhưng mà hắn bây giờ thương thế so Lữ Thiếu Khanh còn nặng hơn, dạng này cơ hội trời cho, Lữ Thiếu Khanh nếu là thả hắn đi, đơn giản có lỗi với một cước kia. Đến nỗi bàn chân kia là ai, Lữ Thiếu Khanh trong lòng minh bạch, ngoại trừ cái kia ma quỷ tiểu đệ, không có ai có thể như vậy. Bị đạp một cước, Xương Thần đã vạn phần hoảng sợ, quân lính tan rã. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh thừa cơ thôn phệ, Xương Thần không có bất kỳ cái gì phản kháng, hắn tựa hồ dọa cho bề mặt gần chết, chỉ muốn rời đi. Lữ Thiếu Khanh dễ như trở bàn tay thôn phệ Xương Thần. Không, không, cuối cùng, Xương Thần kêu thảm tiêu thất, tất cả bản nguyên đều bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên cảm thấy mình thể nội tuôn ra một cỗ cường bạo sức mạnh. Thức hải trước tiên sấm sét vang dội, tựa hồ nhận lấy cái gì kích động, trở nên rung chuyển. Quả cầu ánh sáng màu vàng quang mang đại thịnh, tản mắt ra hào quang chói mắt, tia chớp màu đen không ngừng xuất hiện, lập lòe hắc sắc quang mang. Tiếng sấm vang rền âm thanh bên trong, thế mà bắt đầu mưa tới, tí tách rơi vào trên mặt biển. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thương thế của hắn khôi phục, sức mạnh khôi phục, toàn thân trên dưới cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn mở to mắt, phát hiện thức hải ở đây giống như một cái vừa đầu xuân thế giới, tí tách nước mưa rơi xuống, cho hắn bốn biển bên trong mang đến sinh cơ bừng bừng. Bởi vì chiến đấu mà ra sinh khe hở tại trong nước mưa không ngừng khép lại. Thức hải ở đây cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, hắn ánh mắt bỗng nhiên lên cao, tựa hồ linh hồn xuất khiếu. Chỉ là một cái nháy mắt, hắn ánh mắt đi ra phía ngoài. Hắn thấy được thân thể của mình, trên bầu trời ngồi xếp bằng, tay của hắn che lấy đầu của mình. Trên mặt vẫn là vẻ mặt thống khổ.
hắn lại nhìn thấy còn tại nhắm mắt Kế Ngôn, thấy được xa xa thánh chủ. Nhìn lại một chút khác, xa xa tổ sư gấp đến độ giống một cái gãi bài cào má con khỉ. Bên kia Trương Tổng Long, Tân Nguyên Khôi hai người ở phía xa lén lén lút lút, nhìn chòng chọc vào ở đây. Ánh mắt tiếp tục lên cao, một mực hướng về bầu trời, phảng phất thăng thiên một dạng. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, hắn thấy được thế giới này hiện đầy rất nhiều vết rách. Loại này vết rách không phải loại kia bởi vì chiến đấu mà lưu lại vết rách, mà là ẩn tàng vết rách. Chiến đấu lưu lại vết thương như cùng nhân loại ngoại thương, hắn nhìn thấy loại này vết rách, giống như trong cơ thể nhân loại nội thương, mắt thường không cách nào nhìn thấy. Loại này không thấy được vết rách mới là nghiêm trọng nhất, mà thế giới này thì đã hiện đầy vô số, một đầu giống như mạng nhện, lít nha lít nhít. Có loại cảm giác đụng một cái liền tan nát, thế giới này phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, triệt để hủy diệt, thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy mà giật mình. Tiếp lấy, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tiếp tục đi lên, cũng không biết qua bao lâu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình giống như gặp trở ngại, bất quá cũng chỉ là hơi dừng một chút, liền phù một tiếng, giống như đột phá một tầng màng mỏng. Tiếp đó, một hồi quang mang chói mắt xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh theo bản năng nhắm mắt lại. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trên người mình ấm áp, rất thoải mái, hắn nguyên thần tựa hồ nhận được thoải mái cùng cải tạo. Không đợi Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, hét lớn một tiếng truyền đến, ai? Lữ Thiếu Khanh bị sợ hết hồn. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình không ngừng lui lại, giống như có một con đại thủ lôi kéo hắn đi một nơi nào đó. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, hắn mới phát hiện mình đã trở lại thức hải bên trong. Hoặc có lẽ là, tựa như là tỉnh mộng, vừa rồi cái loại cảm giác này tựa như nằm mơ giữa ban ngày. Phát sinh cái gì? Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem thân thể của mình. Hắn còn tại thức hải ở đây, hắn nguyên thần không có bất cứ vấn đề gì, tương phản so với phía trước cảm giác hay hơn. Thôn phệ xương thần, hắn thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thương thế đã khôi phục 7-8 phần, hắn lại cảm thụ một chút chính mình, thôn phệ năng lực thêm một bước tăng cường thăng cấp. Gặp lại vừa rồi một dạng xương thần, Lữ Thiếu Khanh có lòng tin trực tiếp đem đối phương nuốt lấy. Còn nữa thức hải ở đây thế mà cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý đứng lên, sau một khắc, hắn đột nhiên ngây người, một cái hình thoi tinh thể nhẹ nhàng phiêu phù ở trước mặt hắn. Chương 2123 90 điểm đáp án. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, cái này đồ vật, hắn quen thuộc a, tiên đế kết tinh, cùng bên ngoài thánh chủ đang cố gắng ế hai cái kia tinh thể giống nhau như đúc. Nếu như muốn nói có cái gì không giống nhau, chính là tia sáng không giống nhau. Phía ngoài hai cái tiên đế kết tinh tia sáng vạn trượng, chói lóa mắt, chân chính giống như thái dương một dạng. Mà trước mắt hắn cái này tản mắt ra hào quang nhỏ yếu, như một ngọn đèn dầu. Bất quá Lữ Thiếu Khanh, chú ý tới kim sắc quang mang bao phủ tại trên tiên đế kết tinh tia sáng không cách nào đột phá kim sắc quang mang, bị kim sắc quang mang một mực áp chế lại. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy đoán, chẳng lẽ khốn nạn so tiên đế kết tinh còn muốn lợi hại hơn sao? Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được méo mó đứng lên. Nếu là quả cầu ánh sáng màu vàng so tiên đế kết tinh cao cấp, về sau hắn có phải hay không có cơ hội có thể báo đáp thánh chủ đâu? Lữ Thiếu Khanh méo mó một phen sau, chậm rãi đưa tay ra đem tiên đế kết tinh nắm trong tay. Cảm giác đầu tiên chính là ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Một loại không cách nào hình dung cao cấp sinh mệnh cảm giác từ trên tay truyền đến. Cầm tiên đế kết tinh, Lữ Thiếu Khanh có một loại lên làm sinh mệnh chi chủ cảm giác. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bỗng nhiên có một loại hiểu ra, cái gọi là tu luyện, bất quá là sinh mệnh hướng về tầng thứ cao hơn đột phá. Sinh mệnh càng cao cấp hơn, thực lực lại càng mạnh. Nhìn qua tiên đế kết tinh, Lữ Thiếu Khanh tự nói, tiên đế, có thể chính là cao cấp nhất sinh mạng thể à. Tiên đế kết tinh bị hắn nắm ở trong tay, yên lặng, không có động tác khác. Không giống bên ngoài hai cái kia liều mạng dãy giụa, suy nghĩ thoát đi thánh chủ ma chảo. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, kim sắc quang mang tán đi. Hoắc, tiên đế kết tinh lập tức tia sáng tăng vọt, kịch liệt nhảy lên, hiện lên một cổ cuồng bạo sức mạnh. Giống như một cái nghịch ngợm nghĩ hùng hài tử, phụ huynh không ở trong nhà, muốn đi ra ngoài làm yêu. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh khẳng định kim sắc quang mang đối với tiên đế kết tinh áp chế. Đang muốn dự định để cho khốn nạn lại bỏ ra tia sáng thời điểm. Một đạo tia chớp màu đen từ tầng mây lao xuống, giống như một đầu ác long nhào về phía tiên đế kết tinh. Hung ác tàn bạo khí tức để cho Lữ Thiếu Khanh, minh bạch tia chớp màu đen muốn hủy cái này tiên đế kết tinh. Dựa vào, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời một cái tát đi qua, tia chớp màu đen bị quất một cái tát, quanh quẩn tại trên bàn tay của hắn không nhúc nhích. Để cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác nó giống một cái ủy khuất hài tử. Đi qua thôn phệ xương thần sau đó, thân thể của hắn hết thảy đều tựa hồ xảy ra không ít biến hóa. Tia chớp màu đen xuất hiện, tiên đế kết tinh lập tức trở nên nhu thuận, tia sáng thối lui, cũng không nhảy lên, yên lặng bị Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt. Lữ Thiếu Khanh đem tiên đế kết tinh tới gần tia chớp màu đen.
Tiên đế kết tinh không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nửa điểm tia sáng cũng không có. Vừa rồi tại kim sắc quang mang chiếu rọi xuống, còn dám lộ ra một chút tia sáng, tại trước mặt tia chớp màu đen, thu liễm đến càng thêm triệt để. Lữ Thiếu Khanh, đối với quả cầu ánh sáng màu vàng cùng tia chớp màu đen lai lịch càng thêm, rất hiếu kỳ. Nhìn xem đều so tiên đế kết tinh càng cao cấp hơn. Bọn chúng là dạng gì tồn tại? Hắn chợt nhớ tới Xương Thần nói qua đệ nhất quang tự, đệ nhất ám liệt. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là tên của bọn nó? Tia chớp màu đen theo tay của hắn chui vào trong cơ thể hắn, tiếp đó lại chui ra ngoài, giống như nghịch ngợm tiểu sủng vật một dạng. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua tiên đế kết tinh, rối rắm. Dựa theo thánh chủ lời nói, thôn phệ tiên đế kết tinh, sau này có cơ hội đột phá trở thành tiên đế, nghe xong chính là đồ tốt. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh trong tay quả cầu ánh sáng màu vàng cùng tia chớp màu đen, cũng chính là Xương Thần nói, tới thứ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt nhìn thế nào đều so tiên đế, kết tinh cao cấp. Tiên đế kết tinh tại trước mặt bọn chúng giống như chuột thấy mèo, dọa đến cái rắm cũng không dám nhiều mặt một cái. Lữ Thiếu Khanh sợ chính mình thôn phệ tiên đế, kết tinh dẫn đến hắn hạn mức cao nhất giảm xuống. Cái này liền làm Lữ Thiếu Khanh rất là xoắn suýt, giống như một cái học sinh, bình thường đi thi, có khả năng nương đến 100 phân. Bắt đầu thi phía trước nhận được một phần đáp án, mang theo đáp án đi thi, có khả năng chỉ thi được 90 điểm. Bởi vì đó là 90 điểm đáp án. Nhìn qua tiên đế kết tinh, Lữ Thiếu Khanh rất là xoắn suýt, không biết nên không nên thôn phệ. Suy nghĩ rất lâu, Lữ Thiếu Khanh cắn răng một cái, thôi, cầm đi cho sư huynh a. Coi như sau này không thành được tiên đế, để cho sư huynh trở thành tiên đế cũng được, dựa vào hắn cháo ta. Lữ Thiếu Khanh tự quyết định đánh cược một lần, đánh cược đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt sẽ càng thêm lợi hại. Lữ Thiếu Khanh bên này quyết định thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Không cần, là ma quỷ tiểu đệ âm thanh. Lữ Thiếu Khanh một cái giật mình, hai tay ôm ngực, thét lên, ngươi đang rình coi. Hạ lưu, không có âm thanh, chờ một lúc, Lữ Thiếu Khanh mới hỏi, hắn làm sao lại không cần. Hắn sau này có thể so sánh tiên đế còn mạnh hơn sao? Không có trả lời, Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lớn tiếng đạo, không lên tiếng đúng không, ta bây giờ liền lấy ra đi cho hắn. Mấy hơi thở sau, ma quỷ tiểu đệ âm thanh vang lên, dường như đang nghiến răng nghiến lợi, ngu xuẩn. Ngươi cùng tiềm lực của hắn thế gian không người có thể bằng, thôn vệ tiên đế kết tinh, chỉ có thể kéo thấp tiềm lực của các ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, thì ra là thế. Quả nhiên là 90 điểm đáp án. Sư muội ta có thể sử dụng sao? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi. Sư muội của mình còn phải là chính mình đâu. Nàng có thể, nhưng ngươi cầm không quay về. Vì cái gì? Trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nói hơn hai câu ngươi có thể chết sao? Ta không tin ta không mang về được. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh đem tiên đế kết tinh nắm ở trong tay, liếc mắt nhìn thức hải ở đây. Bầu trời còn tại mưa, kim sắc quang mang trộn vào trong mưa, giống như sinh mệnh cội nguồn, tia chớp màu đen thỉnh thoảng rơi xuống, tựa như khai thiên tích địa. Thức hải ở đây vẫn còn tiếp tục biến hóa. Lữ Thiếu Khanh ý thức quay về, hắn mở to mắt, trước tiên nhìn về phía mình tay. Tiên đế kết tinh cũng xuất hiện trong tay hắn, tia sáng chói mắt, phóng lên trời, trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người mộng bức. Đặc biệt là thánh chủ, hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Tên hỗn đản kia nhân loại như thế nào cũng có tiên đế kết tinh, không phải là vụng trộm đoạt chính mình a? Thánh chủ vội vàng liếc mắt nhìn đã đi tới trước mắt hai cái tiên đế kết tinh, phát hiện điều tại sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc hắn càng hiếu kỳ hơn, Lữ Thiếu Khanh tiên đế kết tinh từ đâu tới, trống rỗng xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh bên này thì thét lên, CMN, không cần a. Chương 2124 tổ sư ngoan ăn đi. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh mới hiểu được ma quỷ tiểu đệ nói hắn không cách nào mang về nguyên nhân là cái gì. Tiên đế kết tinh tại trên tay hắn tia sáng vạn trượng, tại tận lực dãy dụ muốn rời đi. Những thứ này đều không phải là vấn đề, Lữ Thiếu Khanh chỉ là triệu hồi ra tia chớp màu đen, hơi lộ ra tới liền có thể trấn nhiếp nó. Để cho Lữ Thiếu Khanh buồn bực là, tiên đế kết tinh đang chậm rãi tan rã, giống như khối băng bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Tốc độ không tính nhanh, dựa theo tốc độ như vậy xuống. Không ra nửa ngày tiên đế kết tinh liền sẽ tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh dự định lấy về cho sư muội cũng có thể. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, lấy về đoán chừng là không vai diễn, coi như có thể lấy về cũng còn lại không có bao nhiêu, hiệu quả không biết còn có hay không. Lữ Thiếu Khanh cảm giác chính mình giống như tại dưới ánh mặt trời cầm một cây kem ly, không ăn liền phải lãng phí. Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, thánh chủ bên kia lại không có loại này dấu hiệu, vì cái gì chính mình có. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên tay mình tia chớp màu đen, cũng chính là đệ nhất ám liệt thời điểm, hắn tựa hồ lại hiểu rồi, xem ra cùng tia chớp màu đen có liên quan, không phải là bị dọa đến tan rã a.
Lữ Thiếu Khanh sâu đậm thở dài, mười phần bất đắc dĩ, quả nhiên, hắn Họa Phong không có cách nào trở lại trên chính quỹ. Làm như thế nào đâu? Lữ Thiếu Khanh đang suy tư, tiên đế kết tinh cuối cùng sẽ hòa tan, biến mất không còn tăm tích, uổng phí hết thực sự không cam tâm. Thánh chủ lời nói bỗng nhiên truyền đến, tiểu tử, đem nó cho ta, điều kiện gì, ngươi cứ mở miệng. Mặc dù thánh chủ tận lực để cho chính mình ngữ khí trở nên bình tĩnh, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể nghe ra được trong đó vội vàng. 1000 ức mai linh thạch. Không có vấn đề. Thánh chủ không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. 1000 ức đâu. Thánh chủ khẽ cắn môi, vẫn là đáp ứng. Chỉ cần cho ta, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tại biết hàng trong mắt người, 1000 ức, 1000 ức linh thạch cũng không bằng tiên đế kết tinh. Nhiều hơn nữa linh thạch cũng đánh giá không ra tiên đế kết tinh giá trị. Lữ Thiếu Khanh nghe nhưng là vô cùng đau lòng. Nước mắt ở trong mắt quay tròn. Hắn không có khả năng cho thánh chủ. Hắn cùng thánh chủ ở giữa có mâu thuẫn. Thánh chủ đã sớm muốn lộng chết hắn. Hắn đem thứ này giao cho thánh chủ không phải thỏa đáng tư địch hành vi sao? Lữ Thiếu Khanh che ngực, chỉ là linh thạch, ta mới không để vào mắt. Ta xem linh thạch như cặn bã. Ô ô, thánh chủ tiếp tục mở miệng. Ngươi muốn cái gì, ngươi cứ mở miệng. Dù là ngươi muốn trưởng quản hàn tinh, trở thành hàn tinh chủ nhân, ta cũng giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu liên tục. Vương Bát Niệm Kinh, không nghe không nghe. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy xa một chút, hắn sợ thánh chủ sẽ mở ra một cái để cho hắn không cách nào cự tuyệt giá cả. Phải làm gì đây? Nhìn xem tiên đế kết tinh không ngừng tan rã, Lữ Thiếu Khanh lông mày đầu đều nhăn thành một cái chữ xuyên, uổng phí hết, phung phí của trời, thiên lôi đánh xuống. Khi tầm mắt hắn nhất chuyển, thấy được nơi xa, ánh mắt hắn sáng lên, không nói hai lời cầm tiên đế kết tinh liền xuất hiện tại Phục Thái mỉ muội phía trước. Tổ sư, ngoan, há miệng đem nó nuốt. Làm gì? Phục Quá Lạnh kinh ngạc, tiếp lấy im lặng nhìn lấy mình cái này hậu bối. Hắn không nhìn Lữ Thiếu Khanh trên tay tiên đế kết tinh, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Cùng hoang thần, tế thần đã lâu như vậy, lại bị thánh chủ thu thập một trận, gia hỏa này còn có thể sống nhảy nhảy loạn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lữ Thiếu Khanh thúc giục, ta có thể có chuyện gì? Tới, nhanh, sắp hết. Đây là cái gì? Phục Quá Lạnh ánh mắt lúc này mới rơi vào trên tiên đế kết tinh, hắn lộ ra vẻ kính sợ. Bên cạnh Lôi Chiến ba người cũng là như thế, đối mặt với tiên đế kết tinh, bọn hắn tự phát cảm nhận được kính sợ. Đồ tốt, đồ tốt, chính ngươi tại sao không dùng? Phục Quá Lạnh đương nhiên biết là đồ tốt, nhìn người thánh chủ kia liều mạng ở nơi đó chơi đùa liền biết. Đồ tốt, Phục Quá Lạnh rất khát vọng, cũng muốn, nhưng mà đây là hậu bối đồ vật, thân là trưởng bối làm sao có thể cùng hậu bối giật đồ. Cho nên Phục Quá Lạnh lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi cầm lấy đi dùng là được rồi. Nói xong, trong lòng vui mừng. Bình thường nhìn xem rất đáng giận, phần này hiếu tâm còn có thể. Ta đây không phải không cần đến sao? Nếu là có thể sử dụng, ta còn có thể lưu cho ngươi. Như thế nào? Ngươi cảm thấy ta hiếu thuận? Dựa vào, vừa mới vui mừng tâm tình lập tức tiêu tan không thấy. Phục Quá Lạnh muốn đánh người. Bên cạnh Lôi Chiến tò mò hỏi, đây là vật gì? Tất cả mọi người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thánh chủ đại động can qua như vậy, chắc chắn không phải cái gì hàng thông thường. Tiên đế kết tinh. Ngô, tác dụng đi, thôn phệ sau này có tỷ lệ đột phá trở thành tiên đế. Đám người nghe vậy, trừng to mắt, không thể tin vào tai của mình. Còn có loại vật này tồn tại sao? Phục Quá Lạnh không thể tin được, ngươi, tiểu tử, ngươi không cần. Phân, phi, tiên đế kết tinh, ta mới không để vào mắt, cái gì tiên đế? Về sau ta sớm muộn cũng sẽ siêu việt. Phục Quá Lạnh lúc này quát to một tiếng, tiểu tử, không cần cuồng vọng, ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng mà có nhiều thứ cũng không phải dựa vào thực lực là được rồi. Ngươi nhanh chóng dùng, tiên đế kết tinh là cơ duyên của ngươi, ngươi cũng không thể bỏ lỡ. Đều nói ta không dùng được, ta cần dùng đến ta sớm đã dùng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, nếu không phải là ngươi ở nơi này, ta đã sớm bán cho thánh chủ. Lôi Chiến ở bên cạnh thấy nước bọt ào ào lưu, tiểu tử, bán cho ta đi, điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Tiên đế kết tinh a, thứ đồ tốt này, nếu không phải là biết mình đánh không lại, Lôi Chiến nói không chừng sẽ ra tay cướp đoạt. Loại vật này. Vô luận để ở nơi đâu đều có thể máu chảy thành sông, tử thương vô số. Vạn Miểu cũng mở miệng, ta cũng nguyện ý ra giá. Loại vật này, không có ai nhịn được. Phong Tần mỉm cười, đối với Phục Quá Lạnh đạo, nếu là tiểu gia hỏa ý tứ, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Phục Quá Lạnh lắc đầu, hay là không muốn tiếp nhận, hắn chỉ vào xa xa Kế Ngôn. Kế Ngôn đâu? Ngươi cho hắn. Lữ Thiếu Khanh tính khí nhẫn nại, hắn cũng không cần, bằng không thì nơi nào đến phiên ngươi. Nuốt a, về sau nhìn ngươi có cơ hội hay không trở thành tiên đế. Phục Quá Lạnh trong lòng ấm áp, tiểu gia hỏa đối với hắn cũng khá. Hắn nhìn bên cạnh một mắt, cắn răng, cho Phong Tần a. Ta không cần. Phong Tần giật mình, trong lòng ngọt ngào vô cùng, tiểu gia hỏa hiếu kính đưa cho ngươi, ngươi liền tiếp nhận a. Ba. Lữ Thiếu Khanh trên tay tia chớp màu đen chợt lóe lên,
Tiên đế kết tinh bị hắn tách ra thành hai nửa, các ngươi một người một cái a, còn có bao nhiêu hiệu quả, ta liền không rõ ràng.